Và tiếp theo với phần tin buổi tối hôm nay là bản tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Diệu Quyên và Kim Nhung xin được chào anh Khanh, thưa anh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đến hai bạn Kim Nhung và Diệu Quyên. Và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBT. Câu chuyện mà tôi muốn xin được gửi đến quý vị khán thính giả tối ngày hôm nay là câu chuyện liên quan đến thị trường địa ốc của nước Mỹ. Ai cũng biết là cái thời gian mà tiền lời chỉ có 2 chấm mấy, 3 chấm thì là bây giờ là hết rồi. Ngày hôm nay là giá tiền lời ở khoảng 6.25. Nhưng mà không phải vì như thế mà cái thị trường địa ốc của nước Mỹ gặp khó khăn. Phải nói rõ ràng là như thế này. Nếu mà quý vị bán một căn nhà ngày hôm nay thì đừng có mơ tưởng là quý vị sẽ được hưởng cái giá nhé, sẽ bán được với cái giá như của năm ngoái. Tôi còn nhớ là hồi đầu năm ngoái thì người ta tranh cãi với nhau. Chẳng hạn như là vừa mới list một cái nhà 600 ngàn là sau đó có người trả 650, có người trả 675 và cuối cùng bán được tới 700 rồi, 700 ngàn. Cái chuyện đó thì bây giờ nó không còn nữa. Nhưng mà cái thị trường thì ốc vẫn là cái thị trường vững mạnh, mặc dù cái giá tiền lời thì mỗi ngày một tăng. Thưa với lại hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, người ta bảo rằng là cái lý do là hiện tại bây giờ là người dân Hoa Kỳ vẫn còn tiền. Người dân Hoa Kỳ vẫn còn tiền và họ cần phải tiêu tiền. Và khi họ tiêu tiền thì cách hay nhất là họ đầu tư vào thị trường địa ốc. Lý do tại sao như vậy? Người ta bảo rằng là đất đai thì nó không có mọc thêm. Nhưng mà building thì mọc thêm, nhà thì mọc thêm. Nhưng mà đất đai thì không mọc thêm. Thành ra là bởi như vậy, đầu tư vào thị trường địa ốc và đặc biệt nhất là thị trường địa ốc của nước Mỹ trong cái giai đoạn này họ nghĩ rằng là đây là cái điểm tốt nhất. Nhưng mà cũng phải xin phép được nhắc lại là mức tiền lời thì bây giờ vẫn còn cao. Hôm nay là 6.25%. Và có người nói với tôi rằng là có lẽ từ bây giờ cho đến khoảng cuối năm biết đâu chừng phải lên đến 7 hoặc là 7.5, chứ không phải là ít. Nhưng mà dẫu sao chăng nữa thì thị trường địa ốc vẫn là một cái thị trường tốt. Chỉ mỗi tội là nếu mà quý vị bán nhà thì đừng có ước mơ rằng là sẽ có người trả giá thêm, giống như là câu chuyện của năm ngoái. Đó là những gì mà tôi ghi nhận được của những người bạn của tôi đang sinh hoạt ở trong thị trường địa ốc của Hoa Kỳ. Và bây giờ xin phép được trở lại studio với lại hai chị Kim Nhung và Diệu Quyên. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, ngày mai thì thứ Tư, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023, chúng tôi được biết là Hội nghị Bảo thủ Cộng hòa Thường niên, tức là CPAC 1024, sẽ diễn ra tại sát thủ đô Washington và kéo dài trong vòng 3 ngày. Đây cũng là một hội nghị rất quan trọng của Đảng Cộng hòa, là nơi mà những nhà phân tích cùng với các chiến lược gia họ gặp gỡ nhau, hoạch định chính sách hoặc là đường lối hoạt động cho của đảng họ ở những năm sắp tới. Và đồng thời cũng là nơi mà các chính trị gia đến để nói chuyện cùng với cử tri, trình bày đường lối hoạt động của mình với hy vọng là sẽ được sự ủng hộ của những người tham dự hội nghị. Vậy thì thưa anh Khanh, anh là một người sinh hoạt với Đảng Cộng hòa. Anh đang mong đợi gì ở hội nghị bảo thủ năm nay thưa anh Khanh? Câu trả lời là tôi không phải một mình tôi mà những người Cộng hòa mà đang có mặt ở tại thủ đô Washington để sửa soạn chờ đợi. Và CPAC diễn ra vào sáng ngày mai. Thì thưa với lại chị Diệu Quyên và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, chúng tôi mong đợi rất là nhiều. Cái điểm đầu tiên là tôi biết là hội nghị này là cái hội nghị để mà mọi người lên tiếng chê bai ông Joseph Biden. Cái chuyện này với tôi thì thú thật là tôi là người của Đảng Cộng hòa, nhưng mà tôi thấy chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Tôi đi dự đại hội Đảng Cộng hòa thì thấy người ta chê ông Biden. Và tôi đi dự đại hội của Đảng Dân chủ thì người ta thấy người ta chê ông Donald Trump, người ta chê ông George Bush vân vân và vân vân. Nói tóm lại cứ là đi đại hội này là người ta chê bai cái người đối thủ của mình, đặc biệt nhất là đối thủ đó lại đang nắm tòa Bạch Ốc. Thật ra cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên sẽ xảy ra, và với cá nhân tôi thì là chuyện bình thường. Nhưng mà có những chuyện khác thì tôi coi đây là cái chuyện quan trọng. Tôi mong, tôi chờ đợi là sự xuất hiện của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tôi muốn nghe bài diễn văn của ông Donald Trump, và tôi muốn trong đó ông sẽ trình bày lý do tại sao mà ông quyết định là tái ứng cử, và ông cũng trình bày cái lý do là tại sao mà người cử tri Cộng hòa, hay nói đúng hơn là cử tri Mỹ, nên chọn ông để thay thế cho ông Joseph Biden vào năm 2024. Tôi cũng mong là các chính trị gia khác, chẳng hạn như là ông Marco Rubio, chẳng hạn như là bà Nikki Haley, cũng sẽ lên tiếng và cho biết là tại sao đã đến lúc nước Mỹ cần những người trẻ tuổi hơn, những người mà có thể hướng dẫn không chỉ quốc gia mà hướng dẫn cho đảng trong cái thời gian sắp đến. Và tôi cũng mong mỏi rằng là ngay chính các cử tri Cộng hòa
sẽ có mặt ở tại Washington DC trong 3 ngày sắp đến. Cuối cùng thì họ sẽ ngồi lại với nhau và họ làm thử một cái cuộc thăm dò. Trong cái cuộc thăm dò đó thì sẽ cho biết rằng là ai là người mà hiện tại bây giờ họ đang tín nhiệm. Mặc dù phải thưa với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, họ tín nhiệm ngày hôm nay không có nghĩa là họ sẽ giữ vững cái sự tín nhiệm đó cho ngày mai. Lý do là bởi vì còn tới gần 2 năm nữa thì cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 mới bắt đầu diễn ra. Thành ra là bởi như vậy, trong 72 giờ đồng hồ sắp tới, thưa với lại chị Diệu Quyên, tôi mong đợi rất là nhiều. Tôi mong đợi người ta trình bày cái kế hoạch, tôi mong đợi người ta trình bày cái chính sách, và tôi mong đợi các ứng cử viên, những người đang nuôi mộng trở thành tổng thống Hoa Kỳ đại diện cho Đảng Cộng hòa, họ sẽ cho chúng ta biết rằng là tại sao họ ra tranh cử và tại sao chúng ta nên chọn họ mà không chọn một người khác. Đó là những gì mà tôi đang nghĩ ở trong đầu, thưa với lại chị Diệu Quyên. Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà thưa với anh, trong cái danh sách những người mà sẽ có mặt là được mời phát biểu thì tại sao không thấy tên của ông thống đốc DeSantis của tiểu bang Florida? Tại sao vậy anh? À, tôi nghĩ là bởi vì ông thống đốc tiểu bang Florida là ông đang, người ta bảo là ông đang chơi một cái ván bài. Đó là ván bài một mình một ngựa. Ông không muốn liên quan đến tất cả những chuyện khác. Ông biết rằng là bây giờ ông xuất hiện thì chắc chắn là ông Donald Trump sẽ nói mỉa, nói mai, vân vân và vân vân. Và ông đã từng có lúc ông bảo là tôi không có thời giờ để lo cái chuyện đó. Thành ra cái việc đầu tiên là khi mà Đảng Cộng Hòa, đảng viên bảo thủ và Đảng Cộng Hòa gặp nhau ở tại thủ đô Washington, thì ông thống đốc bắt đầu ông đi khắp mọi nơi. Ông đi là ông giới thiệu cái sách của ông. Và ông bảo rằng là cái chương trình của ông là cái chương trình nó gọi là book tour, tức là đi giới thiệu cuốn sách, chứ không phải là chương trình vận động tranh cử. Nhưng mà tôi phải thú thật với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, ông nói gì thì nói chứ tôi biết chắc chắn là ông đi để vận động tranh cử. Bằng chứng là tại sao tôi có thể nói như vậy. Ông không xuất hiện ở đại hội bảo thủ Cộng hòa ở tại Washington DC, nhưng mà ngày Chủ nhật này thì là ông sẽ xuất hiện ở tại California. Ông sẽ là một bài diễn văn quan trọng, sau đó ông nói về chính sách đối nội và đối ngoại cho của Hoa Kỳ trong thời gian sắp đến. Bài diễn văn này ông sẽ đọc ở ngay tại thư viện của cố tổng thống Ronald Reagan, tức là ông là người bảo thủ, ông Ronald Reagan là nhân vật tiêu biểu cho người bảo thủ. Thật ra ông không ở Washington để dự đại hội bảo thủ, nhưng mà rõ ràng ông muốn chứng tỏ cho người ta biết rằng là tôi cũng bảo thủ giống như quý vị, và tôi đã sẵn sàng để dẫn dắt quốc gia. Bên cạnh đó thì thưa hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, đừng quên rằng là hồi cuối tuần vừa rồi, trong 3 ngày, ông có 3 ngày trời, ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ông gặp gỡ những nhân vật cao cấp của Đảng Cộng Hòa, ông gặp gỡ những nhân vật có bề thế của Đảng Cộng Hòa, ông gặp gỡ những nhà tài phiệt của Đảng Cộng Hòa. Để làm gì? Tôi nghĩ rằng là ông bảo rằng là chúng tôi gặp nhau để chúng tôi làm quen với nhau. Tôi không tin cái điều đó. Tôi nghĩ rằng là họ đã nói chuyện với nhau và họ đã bàn thảo là cái kế hoạch vận động tranh cử như thế nào, cái số tiền vận động tranh cử ông cần bao nhiêu, làm sao cái chính sách ông phải đưa ra như thế nào để ông có thể thắng được đối thủ chính trị lớn nhất hiện nay là cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Xin phép được thưa lại với chị Kim Nhung, ông không ngồi một chỗ, ông DeSantis không ngồi một chỗ, ông đi khắp mọi nơi, ông luôn luôn bảo không, tôi đi, tôi muốn bán sách, ông nói đùa như vậy. Nhưng mà ai cũng biết là ông đi để ông kiếm phiếu. Rõ ràng là như vậy, thưa với chị Kim Nhung. Ông muốn một mình một ngựa. Hoặc là... Vâng, dạ vâng, đúng, rõ ràng là như vậy. Ông một không chơi với ai cả. Vâng, một công hai chuyện luôn. Đúng một vậy. Một công hai chuyện luôn anh. Vâng. Dạ vâng, chắc chắn rồi. Dạ vâng. Thưa anh Khanh, trong một cuộc thăm dò mới nhất do đài truyền hình Fox News thực hiện cho thấy, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn là người được cử tri Cộng hòa ủng hộ, bỏ xa người đệ nhì là ông DeSantis, phải không anh? Anh nghe được những gì chung quanh về cái cuộc thăm dò này, thưa anh Khanh? Trước hết là tôi nhìn thấy cái cuộc thăm dò này tôi không ngạc nhiên. Hiện tại bây giờ thì là, nếu tôi nhớ không lầm thì ông Trump được tới 43% cử tri Cộng hòa ủng hộ. Và ông DeSantis hình như là ông chỉ được có 28%, tức là ông Trump hơn ông khoảng 15% số phiếu. Và tôi hoàn toàn tôi không thấy cái điểm này là điểm ngạc nhiên. Tôi nhớ là đã có nhiều lần đã thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN là ông Trump đã có sẵn một lực lượng ủng hộ của ông. Và cái lực lượng ủng hộ ông đó là cái khoảng 1/3 tổng số cử tri của Đảng Cộng Hòa. Đây là những người họ không buông ông, họ thà họ không bỏ phiếu
chứ họ họ bỏ phiếu là họ phải bỏ phiếu cho ông, chứ họ không bỏ phiếu cho ai cả. Thành ra thú thật là tôi không ngạc nhiên ở cái điểm này, đó là cái điểm đầu tiên. Nhưng mà tôi không ngạc nhiên, nhưng mà chính các chính trị gia ở tại Washington DC, đặc biệt nhất là các chính trị gia của Đảng Cộng hòa, thì họ e ngại. Họ e ngại, họ bảo là nếu mà ông Trump như thế thì như vậy là ông Trump có nhiều cơ hội để mà ông sẽ đắc cử, ông sẽ thành công một cuộc bầu cử sơ bộ, và cuối cùng thì là chúng ta lại nhìn thấy hai ông bô lão, tức là ông Joseph Biden của Đảng Cộng hòa và ông Donald Trump của Đảng ông Joseph Biden của Đảng Dân chủ và ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa lại lại tranh tranh tài với nhau ở cuộc bầu cử 2024, tức là cái gì đã xảy ra năm 2020 sẽ tiếp diễn. Và hiện tại bây giờ thì thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, điều này là điều không phải tôi nói mà là các cuộc thăm dò nói. Các cuộc thăm dò nói sao? Nó họ bảo rằng là nếu mà tình hình đó diễn ra thì lúc đó thì chắc chắn là ông Trump sẽ thua ông Biden. Ông Biden chỉ thắng được một người duy nhất của Đảng Cộng hòa, người đó là mang tên Donald Trump. Thành ra là bởi như vậy, các chính trị gia mà ở Đảng Cộng hòa thì là bây giờ là họ bắt đầu họ nhăn mày, nhăn mặt, họ bảo rằng là như vậy nếu ông Trump ra như vậy rồi nhỡ lại thua thì làm sao? Và họ nghĩ rằng là cái phần thua nó có vẻ nhiều. Thứ thật là tôi thấy là đây là cũng là một cái khó khăn cho Đảng Cộng hòa. Nhiều người bảo rằng là phải tìm cách nào để mà ngăn cản ông Trump, nhưng mà đừng quên rằng là để ngăn cản ông Trump có thể làm được điều đó, nhưng nên nhớ rằng là 30% cử tri của Đảng Cộng hòa là những người hết mình, những người sẵn sàng sống chết với cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Thưa với lại chị Diệu Quyên. Vâng, cảm ơn. Dạ vâng. Nhưng mà riêng đối với Đảng Cộng hòa thì có nhiều người cho rằng cái cuộc đua chính trị năm 2024 đây là một cái cuộc đua tay đôi giữa ông Trump cũng như là ông DeSantis, thì theo anh điều này có đúng không anh? Tôi nghĩ là điều đó có vẻ đúng. Nếu mà dựa theo những cuộc thăm dò, chẳng hạn như cái chị Diều Quyên vừa mới nhắc đến cái cuộc thăm dò của Fox News, thì tôi thấy rõ ràng là đó có thể là cái cuộc chạy đua giữa hai người, tức là giữa ông DeSantis của Florida và ông cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hiện cũng đang cư ngụ ở tiểu bang Florida. Tôi thấy rằng là nhiều người bảo với tôi là cái chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì họ tin rằng là những ứng cử viên khác, kể cả ông Mike Pence, kể cả ông Pompeo, rồi kể cả ông Ted Cruz vân vân, nếu mà có ra tranh cử thì cũng sẽ số phiếu không được ủng hộ là không được bao nhiêu cả. Họ đưa ra một cái thí dụ mà chúng ta thấy hiện tại bây giờ là chúng ta thấy là có ông Donald Trump và chúng ta thấy có bà Nikki Haley. Cái số cử tri Hoa Cộng hòa mà ủng hộ cho bà Nikki Haley thì có lẽ người ta bảo rằng là chắc chắn là phải dưới 10%, nhưng người bảo với tôi là dưới 5%. Trong khi đó thì số người ủng hộ ông Trump là 40-mấy%, số người ủng hộ ông DeSantis là cũng lên gần 30%. Thế ra là bởi như thế người ta, tôi nghĩ là người ta bảo là cuộc đua này là cuộc đua giữa hai ông ở tiểu bang Florida, tôi nghĩ cũng không có sai. Nhưng mà thú thật với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả là câu hỏi mà chị Kim Nhung đặt ra thì có vẻ hơi bất ngờ. Nếu mà có dịp thì nếu mà cho phép thì sẽ ngày mai tôi sẽ trở lại để mà chúng tôi nhìn coi là cuộc tranh cử giữa ông Donald Trump và ông DeSantis nó sẽ hấp dẫn như thế nào, và cái kết quả nó sẽ đem lại như có thể dự đoán được là ông nào sẽ thắng và ông nào sẽ không thành công, nếu mà quý vị khán thính giả và hai chị cho phép. Chắc chắn rồi thưa anh. Vậy thì trước khi chia tay thì anh có điều gì muốn nói thêm không thưa anh Khanh? Tôi có một chuyện mà tôi phải nói. Tôi phải nói là tôi thấy rằng là cái số người Mỹ gốc Ấn mà sinh hoạt ở trong chính trường liên bang thì mỗi một ngày mỗi một nhiều. Tôi còn nhớ là người đầu tiên tôi được gặp lúc đó là dưới thời của Tổng thống George W. Bush. Ông người đó là một nhân vật trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Cho đến dưới thời của Tổng thống Barack Obama thì con số nó đông hơn. Là dưới thời của Tổng thống Donald Trump thì con số cũng rất là nhiều. Và cho đến ngày hôm nay thì con số đây là một cái con số rất lớn. Một cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý đến. Chúng tôi muốn nói là ở trong cái cộng đồng người Mỹ gốc Ấn và bây giờ cái số người tham gia trong chính trường của liên bang. Tôi cũng còn nhớ là hồi năm 2013 thì lúc đó là báo chí loan tin là chúng ta có một vị dân biểu đầu tiên là người Mỹ gốc Ấn. Trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ vừa rồi
Thì kết quả là chúng ta có tới 5 vị dân biểu thượng nghị dân biểu Mỹ gốc Ấn. Trong khi đó thì cũng năm vừa rồi, cái kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ 2022 cho thấy là ở cấp tiểu bang là có cả thể là tới hơn 50 dân biểu và thượng nghị sĩ là những người Mỹ gốc Ấn. Điều đó chứng tỏ đây là một cái cộng đồng rất là vững mạnh về mặt chính trị. Và cái điểm thú vị nhất là, thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, chúng ta hiện tại bây giờ có bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Bà Kamala Harris cũng là người Mỹ gốc Ấn. Rồi sau đó là chúng ta bên Đảng Cộng Hòa thì có ai? Đảng Cộng Hòa thì có bà Nikki Haley. Bà Nikki Haley cũng là người phụ nữ, vị cựu thống đốc, cựu đại sứ và cũng là người phụ nữ, người Mỹ gốc Ấn. Và bên cạnh đó thì lại có một nhân vật khác, nhân vật rất là trẻ tuổi, chỉ có 36 tuổi. Ông tên là Vivek Ramaswamy. Ông này vừa mới loan báo quyết định sẽ ra tranh cử tổng thống và ở phía bên Đảng Cộng Hòa. Và ông cũng là người Mỹ gốc Ấn. Thành ra là bởi như vậy, hiện tại bây giờ là không biết là còn bao nhiêu người nữa là không rõ. Nhưng mà bên Đảng Dân Chủ là có một người là bà Kamala Harris. Ở bên Đảng Cộng Hòa là đã có hai ứng cử viên ra đối đầu với lại cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Và cả hai đều bảo rằng là họ là những người xứng đáng để lãnh đạo quốc gia trong những thời gian sắp đến. Tôi thấy đây là một cái điểm rất là đặc biệt. Thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, cuộc bầu cử Tổng thống 2024 chưa diễn ra, nhưng mà bây giờ chúng ta đã nhìn thấy có ba candidate, có ba người rất là sáng giá. Một ở bên Đảng Dân Chủ và hai ở phía bên Đảng Cộng Hòa. Đó là cái điểm mà tôi muốn trình bày để kết thúc câu chuyện ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn anh. Mong lắm thay có một candidate mà người Mỹ gốc Việt Nam. Tôi nghĩ là cái chuyện đó là cũng sẽ có thể xảy ra. Dạ, và dạ, tôi nghĩ rằng là có lẽ là không bao lâu đâu. Đồ chừng khoảng chục năm nữa là chúng ta nhìn thấy là có thể cái điều đó sẽ thể xảy ra. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì tôi cho phép tôi được dùng thêm 15 giây đồng hồ nữa. Tôi thấy là khi mà chúng ta sang đây thì chúng ta thấy là cộng đồng người Do Thái họ đào tạo ra một lớp chuyên viên, nên là những người chuyên môn hoạch định chính sách cho quốc gia. Những người mà họ không cần phải làm tổng trưởng, không cần phải làm bộ trưởng, họ chỉ giữ những vai trò chuyên viên và vai trò phụ tá của các vị tổng trưởng và bộ trưởng của Hoa Kỳ. Đến giờ phút này thì bên cạnh đó là chúng ta nhìn thấy rõ ràng là nó có một cái cộng đồng người Mỹ gốc Ấn và họ tham gia vào chính trường của liên bang và họ làm việc rất tích cực. Thưa với lại chị Diệu Quyên và chị Kim Nhung. Dạ vâng, cảm ơn Khanh. Cảm ơn anh rất nhiều và sẽ hẹn gặp lại với anh vào ngày mai. Và trước khi chia tay thì chúng tôi lại có một cái list rất là dài những người đã tiếp tục gọi vào để ủng hộ cho cái chương trình gây quỹ cho những nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là Syria. Xin được cảm ơn vị khán giả Lâm Trần Family 100 Mỹ Kim, Minh Huỳnh 100 Mỹ Kim, Mai Thanh Illinois 100 Mỹ Kim, Lý Huỳnh 50 Mỹ Kim, Ngô Ánh Yên New York 200 Mỹ Kim, Phụng Nguyễn 100 Mỹ Kim, Thụy Trương Pennsylvania 100 Mỹ Kim, Lê Khắc Ngọc Thuyền 200 Mỹ Kim, Hương Nguyễn Washington 400 Mỹ Kim, OB San Diego Cali 100 Mỹ Kim, Ẩn Danh Từ Cali 100 Mỹ Kim, Vân Sơn San Jose Cali 200 Mỹ Kim, Mai Nguyễn Oklahoma 100 Mỹ Kim, Anh Long Arizona 200 Mỹ Kim, John Nguyễn Texas 100 Mỹ Kim, Randy Long Nguyễn ở California 100 Mỹ Kim, Trần Văn 12 Cali 500 Mỹ Kim, Tước Vũ ở Cali 50 Mỹ Kim, Ngọc Sương Nguyễn từ Cali 200 Mỹ Kim, Shirley Lâm Cali 100 Mỹ Kim, Trung Đỗ Cali 100 Mỹ Kim, Diệp Nguyễn 100 Mỹ Kim, Trương Thị Thu Thủy từ Boston Massachusetts 110 Mỹ Kim, Vân Nguyễn 200 Mỹ Kim, Vân Trần Minnesota 50 Mỹ Kim, Kim Liên Nguyễn ở Pennsylvania 200 Mỹ Kim, An Võ Salem Massachusetts 100 Mỹ Kim, Liên Trương ở Cali 100 Mỹ Kim, Diệp Bé Valleyview Washington 100 Mỹ Kim, Kim Anh Nguyễn ở Michigan 100 Mỹ Kim, Bùi Nga Hiếu Mai Fort Worth Massachusetts 100 Mỹ Kim, Gia Nguyễn Sacramento Cali 100 Mỹ Kim, Thảo Trần Dallas Texas 100 Mỹ Kim, Ni Văn Lê ở Florida 100 Mỹ Kim, Hoa Kim Nguyễn 200 Mỹ Kim, Nhâm Nguyễn Maryland 100 Mỹ Kim, Thu Huỳnh từ Utah 200 Mỹ Kim, vợ chồng Hồ Thái Dương ở Georgia 200 Mỹ Kim, Anna Nguyễn Oklahoma 100 Mỹ Kim, Cao Khô Chicago Illinois 300 Mỹ Kim,
Hồng Trần, San Jose 50 Mỹ Kim. Vân Kim Trần, Maryland 100 Mỹ Kim. Hoàng Võ, Arizona 100 Mỹ Kim. Châu Thái, Florida 100 Mỹ Kim. Trang Phúc từ New York 200 Mỹ Kim. Kim Nguy, Cali 100 Mỹ Kim. Lê Diệu Hoa 200 Mỹ Kim. Lê Minh Trung, Virginia 200 Mỹ Kim. Vân Vương, Olympia, Washington 1000 Mỹ Kim. Mi Lê, Texas 100 Mỹ Kim. Tân Lê, Thanh Lê, Miptas, Cali 200 Mỹ Kim. Ẩn danh ở Cali 200 Mỹ Kim. Vân Trần, Arkansas 100 Mỹ Kim. Gia đình Henry and Nancy Sacramento 100 Mỹ Kim. Nguyễn Thủy Khanh Georgia 100 Mỹ Kim. Gia đình Nick and Susan Sacramento 50 Mỹ Kim. Xuân Hoa Trần Cali 100 Mỹ Kim. Gia đình Alex and Iris Sacramento 50 Mỹ Kim. Kiệt Huỳnh Family Cali 500 Mỹ Kim. Bạch Võ Sacramento 100 Mỹ Kim. Janine Hồ 100 Mỹ Kim. Yvonne Phan Washington State 200 Mỹ Kim. Tuấn Ngô 100 Mỹ Kim. Gia đình Sanh An, Louisiana 100 Mỹ Kim. Và Ly Bạch Phan 200 Mỹ Kim. Và cho tới ngày hôm nay, thư ký của đài truyền hình SPTN cho biết là chúng ta đã nhận được 164.689 Mỹ Kim 96 cent. Dạ vâng, cho tới ngày hôm nay. 164.689 Mỹ Kim 96 cent. Dạ vâng. Và chúng tôi sẽ còn cập nhật nhiều, nhiều và quý vị khán giả gọi vào nữa. Và trong khi đó thì đài cũng đã phát lại những chương trình này được cùng rồi. Với sự kêu gọi của Hội đồng Liên Tôn, xin quý vị đóng góp và chúng ta hy vọng rằng sẽ có con số 250.000 trở lên. Dạ vâng, đúng thế, rất là hy vọng. Cảm ơn chị Diệu Quyên và cũng cảm ơn tất cả tấm lòng của quý vị cũng đã cùng chung tay để đóng góp cho những nạn nhân của trận động đất ở Syria. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tức vào chiều ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Xin kính chào quý vị.